Gần 20 người tập trung tại bàn ném phi tiêu này. Những tiếng reo hò, vỗ tay, đặt tiền mỗi khi bắt đầu lượt chơi. Mỗi lượt chơi hai lần ném và cộng các con số đó ra kết quả. Người chơi đặt số lớn từ số 8 đến số 12 hoặc số bé từ 2 đến 6. Số 7 là giải đặc biệt. Những người khác có thể đặt theo. Nếu thắng có thể được từ 100% đến 300% số tiền đã cược. Thua cũng với tỷ lệ tương tự. Nó không xanh chín đâu. Có khả năng nó bịp mình rồi. Mình cứ đặt to thì phi toàn về nhỏ, mà đặt nhỏ thì phi toàn về to à. Trò này mà cuốn mà đi vài triệu nhanh không. Có 6 điểm tổ chức ném phi tiêu cộng điểm ăn tiền tại đây. Quan sát các bàn chơi này, các đối tượng đều để trên bàn những con gấu bông hay còi nhựa để núp bóng. Đây là phần thưởng nếu người chơi thắng. Đúng rồi. Cháu là ham mê cờ bạc. Ban đầu chỉ đặt những số tiền nhỏ với mệnh giá chỉ từ 10.000, 20.000. Nhiều người có suy nghĩ rằng đây đơn thuần là một trò chơi lấy vui, lấy may mắn đầu năm. Thế nhưng sau đó, vì tâm lý thắng thua, có những người đã đặt số tiền lên tới hàng triệu đồng. Và những trò này đang thu hút rất đông người tham gia, từ trẻ con cho đến người già. Và thực sự đang làm mất đi niềm vui khi đến lễ hội thời điểm đầu năm của rất nhiều người. Theo quan sát, nhiều cán bộ của đội tự quản ở địa phương tham gia bảo vệ lễ hội cũng bị cuốn theo. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, tất cả chính quyền và công an cấp phường xã của tỉnh đã được thông báo phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng đánh bạc trong lễ hội. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chúng ta không nên, như tôi nói ở góc độ những tội phạm về cờ bạc, thì chúng ta không nên lợi dụng những cái phong tục tập quán truyền thống của từ xưa đến nay để lợi dụng cái trò đấy là chúng ta đánh bạc sát phạt nhau, đó là hành vi vi phạm pháp luật. Trên những bàn ném phi tiêu, tiền vẫn tiếp tục được đặt xuống, thu hút rất đông người đi hội đam mê đỏ đen. Ôi ơi, mất rồi.